là chúng mới câu cái gì. Ok. Cái này á. Lên 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 trên lạch cá thì chúng tôi cũng có luôn. Chỗ đây có dễ dàng không? Hả? Chỗ Nam Sơn đấy. Chúng ta bãi nó dễ dàng. Bình thường đi, bình thường đó nó khô. Nó lại ra sông này thôi. Nó không ở đoạn này thì ở đoạn kia. Lên 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 trên lạch cá thì chúng tôi cũng có luôn. Chỗ đây có dễ dàng không? Hả? Chỗ Nam Sơn đấy. Chúng ta bãi nó dễ dàng. Bình thường đi, bình thường đó nó khô. Nên cổ lâu rồi. Bảy tuổi đấy.